Xin chào các con, sắp tới Noel rồi, chúng mình cùng nhau vẽ một chú tuần lộc thật đáng yêu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tờ giấy và đặt theo chiều dọc, chia tờ giấy làm 4 phần bằng nhau. Các con có thể lấy bút chì để đo. Chúng ta sẽ lấy vị trí của cái mắt ở phía trên, nửa trên của tờ giấy và vẽ hai hình tròn ở vị trí giữa tờ giấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy phần mũi, nó sẽ lớn hơn phần mắt một chút, và chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật. Từ hình chữ nhật này chúng ta sẽ bo cong các góc lại thành một hình oval. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy phần má thì sẽ bằng phần mũi và vẽ tiếp cho cô một hình chữ nhật lớn hơn phần mũi. Hình chữ nhật này dài hơn phần mũi. Từ đây chúng ta sẽ vẽ hai đường cong giống hình chữ C. Nó nằm ở trong phần hình chữ nhật này. Tiếp theo là phần miệng. Chúng ta sẽ đánh dấu vị trí miệng và vẽ cho cô một hình chữ U. Vẽ hai cái răng. Hai cái răng này giống với răng thỏ quá. Vẽ phần lưỡi là hình chữ C nằm ngược, và vẽ thêm một phần, một đường cong nữa làm phần miệng, môi. Vẽ hai cái hình tròn nhỏ ở trong hai cái mắt làm lòng đen, và vẽ phần đầu của nó là một đường cong từ bên này sang bên kia. Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu phần sừng, lấy điểm đánh dấu điểm phía trên và nối hai điểm này lại với nhau là một đường hơi cong. Vẽ thêm một đường song song nữa sao cho phần trên sừng sẽ lớn hơn, to hơn phần ở bên dưới. Uốn cong phần phía trên sừng. Sau đó chúng ta sẽ vẽ các cái nhánh của sừng. Những nhánh này chúng ta sẽ vẽ bất kỳ. Phía ngoài này chúng ta chỉ vẽ một đến hai nhánh thôi để chúng ta vẽ phần tai. Phía trong có thể là vẽ nhiều nhánh. Bây giờ vẽ phần tai, chúng ta sẽ vẽ sát với phần sừng và uốn cong. Phía ngoài lớn hơn phía trong. Chúng ta đánh dấu tiếp trước, sau đó chúng ta nối lại và uốn cong. Chúng ta được phần tai, phía ngoài lớn hơn phía trong. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cho cô một nét hình nhỏ ở phía trong cái tai. Vẽ phần người là một đường xòe ra. Vẽ cho cô một cái khăn cho đỡ lạnh. Chúng ta vẽ cái tà khăn bay ra phấp phới và vẽ thêm các cái đường nét hoa văn trang trí. Và tẩy bỏ đi những cái phần dư thừa của cái đường dựng lúc nãy chúng ta vẽ đấy. Phần khăn trang trí như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ vẽ bằng màu nước, và chúng ta tô bằng màu nước luôn, không cần vẽ cụ thể bằng nét chì. Trang trí thêm các cái bóng đèn hình tròn này. Chúng ta vẽ bóng đèn phân bổ đều ở trên hình, sau đó chúng ta mới vẽ các cái sợi dây đi lên móc vào với hai cái sừng hai bên. Vẽ một hình chữ nhật để làm phần đuôi của cái đèn,
Sau đó chúng ta sẽ vẽ phần dưới bóng đèn, bóng hình tròn hoặc là bóng hình chiếc lá. Nhớ vẽ cái nút thắt của cái sợi dây. Cái sợi dây chúng ta cứ vẽ thẳng lên phía trên, chạm ở đâu thì chúng ta dừng ở đấy. Vẽ thêm phần tóc cho con tuần lộc ở phía trên đỉnh đầu. Và chúng ta sẽ đi đồ nét bằng bút lông dầu màu đen. Chúng ta sẽ đồ nét tất cả các cái chi tiết của con tuần lộc này. Và sau đó nhớ tẩy đi các phần chì thừa, để khi tô màu chúng ta không bị dính bẩn. Đầu tiên cô sẽ lấy màu xanh lam để tô phần nền. Chúng ta cố gắng tô màu thật mịn và phết theo một chiều ở những khoảng rộng. Những khoảng nhỏ hơn thì chúng ta sẽ luồn cái bút, cái cọ vào để chúng ta tô cho kín hình. Nhớ miết màu cho nó mịn lại. Dùng cọ quét để mịn màu được mịn. Chúng ta sẽ pha cái màu trắng, màu nâu và màu vàng với nhau theo tỷ lệ màu vàng nhiều hơn và màu nâu thật ít, màu trắng thêm màu trắng vàng. Pha đến lúc nào mà chúng ta cảm thấy tô lên vừa ý. Ở đây cô muốn cho thêm một ít nâu vào để cho nó giống với màu da hơn. Lúc nãy nó hơi vàng, cô thêm ít màu nâu vào. Chúng ta sẽ pha và chúng ta sẽ thử màu ra giấy. Đạt rồi thì chúng ta sẽ tô vào bài. Tô cho cô phần tai phía ngoài, phần đỉnh đầu, phần người phía dưới và phần má là màu này. Sau đó chúng ta sẽ pha thêm một chút màu nâu vào cái màu vừa nãy. Và chúng ta sẽ tô xung quanh các cái chi tiết nơi mà chúng ta vừa tô để tạo độ sáng tối cho bức tranh. Tô phần môi. Sau đó chúng ta sẽ pha màu nâu với một ít màu đen để tạo thành màu nâu trầm. Và chúng ta sẽ tô phần bên trong tai và phần sừng. Tiếp theo chúng ta lại pha tiếp
cho cô một ít màu đen nữa vào màu vừa nãy, để chúng ta tô cái sừng có các mảng tối hơn. Các con xác định phía bên tối, chúng ta chỉ vẽ một nửa cái sừng là màu tối hơn, và tô chiếc mũi màu đỏ, thêm một gạch màu trắng ở phía trên để tạo độ bóng. Tô chiếc khăn màu tím, chừa các khoảng nhỏ kia ra để chúng ta trang trí vào. Và tô thêm các cái màu sắc vào cái bóng đèn. Thì bóng đèn này chúng ta sẽ tô màu sắc tùy ý. Lưỡi chúng ta sẽ tô màu hồng, đó là pha màu đỏ với màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ pha màu sắc tùy ý để chúng ta trang trí lên phần bóng đèn. Tô thêm phần thắt nút của sợi dây để cho nó nổi lên. Chúng ta có thể thêm một ít màu trắng vào các cái điểm bóng của phần má và phần thân. Sau đó chúng ta sẽ lấy màu trắng để chúng ta tô ở phần ngoài của mắt, phần răng màu trắng và phần cổ chiếc khăn phối màu trắng. Chúng ta nên tô màu trắng vào chứ không để phần giấy. Vì khi tô màu đè lên giấy nó sẽ đẹp hơn là để giấy, để cái phần giấy bị lộ ra. Và sẽ thêm màu đỏ, các cái chấm đỏ để trang trí cho phần khăn. Khi thêm chấm đỏ này thì chúng ta sẽ lấy màu đặc để chúng ta chấm lên. Bây giờ cô sẽ lấy cái màu đen để cô đi viền lại tất cả các cái nét của con tuần lộc này, để nó sẽ được đậm đà và nổi bật hơn. Khi đi màu đen, đi nét màu đen thì chúng ta thật cực kỳ cẩn thận. Bây giờ các con pha cho cô một ít màu trắng hơi loãng một chút xíu, và chúng ta sẽ gõ phần những chấm trắng này lên cái nền màu xanh để tạo phần tuyết đang rơi, và vẽ thêm các ngôi sao màu vàng. Khi vẽ các ngôi sao màu vàng này, các con nếu mà khó vẽ thì chúng ta có thể là vẽ một hình dấu cộng để vẽ ngôi sao bốn cánh cũng được. Sau đó cũng chúng ta có thể chỉnh cái dấu cộng này để cái phần phía trong dấu cộng là to hơn, giống hình tam giác, giống như các cái hình tam giác là xếp lên nhau.
và có thể chấm thêm các cái chấm màu trắng bằng cái màu đặc để tạo những bông tuyết lớn hơn. Và ở đây cô sẽ dán thêm một ít cái bông, các cái sợi bông nằm lên các cái phần sừng của con tuần lộc để tạo hiệu ứng giống như các cái phần tuyết nó rơi, nó đọng lên cái phần sừng này, lên đầu này, lên các cái phần đèn. Đấy, bạn nào có thì dính vào càng tốt, không có thì chúng ta sẽ tô màu trắng nhạt nhạt lên đây. Và chúng ta sẽ bóc cái phần băng dính lụa ra và chúng ta được một cái bức tranh có khung rất là đẹp. Nhớ tô phần miệng phía trong của con tuần lộc màu đen. Như vậy là cô đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con nhé. Bye bye.